Hello, xin chào anh em. Chúng ta lại gặp nhau vào tối thứ ba hàng tuần rồi. Giờ mình sẽ không lười nữa, tuần nào mình sẽ vẫn lên đầy đủ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nha. Thì mình sẽ vào luôn cái chuyên mục chính. Thì câu 1 đến từ bạn Tùng Phạm, cho em hỏi em xài chip Intel i5-10210U. Em thấy trên trang chủ Intel ghi thông số là 15W, nhưng lúc em dùng phần mềm test toàn nhảy lên gần 30W. Như vậy liệu có hư hại đến máy khi chạy quá không? Mình sẽ hiểu cái câu bạn nói đang là vấn đề của TDP đúng không? Thì mình cũng đã có một số hỏi đáp hay là một số gì đó của mình đã có làm về cái phần TDP này rồi. Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả này, bạn có thể click vào để xem lại. Và mình sẽ đọc thông số của cái mẫu CPU Core i5-10210U ra. Thì như trên trang chủ của Intel ARK hoặc là Intel Arc ấy, tùy theo cách anh em đọc thôi, thì thông số sẽ là 4 nhân 8 luồng, xung nhịp cơ bản chỉ là 1.6 và xung nhịp boot nó rất cao lên tận 4.6 GHz. Vậy thì cái 15W ở đây đúng như nào? Đúng là khi 4 nhân nó chạy ở 1.6 GHz thì các bạn test thử xem đúng chính xác nó sẽ là 15W. Còn nếu như mà nó lên đến gần 30W là lúc nó đang boost lên ấy, tức là xung nhịp lên được đến 4 chấm mấy GHz ấy, thì lúc đấy thì CPU nó sẽ tiêu thụ đến gần 30W. Thì đây là một cái tính năng thôi, bạn có thể hiểu đơn giản này. TDP đó chính là kiểu cái Thermal Power Design, đúng không nhỉ? Thermal Design Power, đấy nói chuẩn như vậy. Thermal Design Power tức là công suất tỏa nhiệt ấy, tức là CPU bạn sẽ tỏa ra ngần này nhiệt ở cái mức gọi xung nhịp bao nhiêu ấy. Thì Intel gọi là khi công bố mức CPU chạy ở mức gọi là thông xung nhịp gọi là base clock thì cái TDP nó sẽ đúng. Đấy, nó hơi dài dòng một tí nhưng mà về cơ bản nó là vậy. Nó là tính năng thôi, bạn không cần phải sợ đâu. Máy bạn hoạt động hoàn toàn bình thường, hãng đã tính cả rồi. Rồi chuyển sang câu hỏi khác của bạn là Dương Nguyễn Duy Thanh. CPU Core i5-8300M với Core i5-9300M có hiệu năng chênh lệch nhiều không ạ? Vì em thấy các mẫu laptop khác CPU mà giá chênh nhau nhiều quá. Cảm ơn An Phát. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thông số của CPU Core i5-8300M với Core i5-9300M, cái xung nhịp nó chỉ chênh nhau khoảng 0.1 GHz thôi. Các bạn hoàn toàn có thể check ở trên trang chủ của Intel luôn, các bạn xem thế tại sao mức giá lại chênh lệch như vậy. Thì chênh lệch do năm ra mắt, khi mà Intel Core i5-8300M nó ra mắt vào 2018, còn 9300M nó ra mắt vào năm 2019 cơ, cái khoảng thời gian ra mắt cách nhau 1 năm. Và cái hiệu năng chênh lệch như vậy ấy, nó chênh lệch, mình đã nói thẳng ra ấy, nếu mà xét trên cùng một mẫu laptop ấy thì hiệu năng chênh lệch sẽ rơi khoảng từ 2 đến cùng lắm là khoảng 4% thôi, chỉ chừng đấy thôi. Thì cái mức giá chênh lệch ở đây nó sẽ chênh lệch kiểu CPU nó mới hơn, nó chênh lệch vậy thôi. Còn nếu mà bạn sử dụng ấy mà kinh phí tiết kiệm ấy, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản là Core i5-8300M. Còn nếu như mà điều kiện kinh tế cho phép ấy, bởi vì CPU nó mạnh hơn mà, thì cố cũng được, nó còn mới hơn nữa, thì tội gì mà không chọn dòng Core i5-9300M đúng không? Nó không ảnh hưởng đến đâu. Và cái mức giá chênh lệch ấy các bạn nhìn kỹ vào, không phải nó chỉ chênh mỗi CPU mà mức giá chênh vậy đâu nhá. Chênh CPU đúng không? Nó chỉ chênh có khi nó mức giá gần sát nhau. Cái chênh ở đây chính là cái chênh card đồ họa và chênh SSD đi kèm. Và tính ra ấy, các bạn mua phiên bản đời mới nó vẫn lãi hơn ấy, tin mình đi. Rồi, sang câu hỏi tiếp nữa đến từ bạn Giang Duy Đào. Thì với 30 triệu thì nên chọn MacBook hay cài Haskin tốt để sử dụng vậy ad? Ok, đây là một câu hỏi mình thấy nó kiểu trả lời mình không biết có phải tế nhị quá không, nhưng mà với 30 triệu đồng bỏ ra thì bên mình có bán MacBook nhá. Nếu bạn muốn mua MacBook thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả nhá. Thì với 30 triệu này, nếu như bạn là một người dùng bình thường thôi mà bạn không biết cài Haskin tốt hay là chưa tham gia được các cộng đồng kiểu cài Haskin tốt ấy, thì theo lời khuyên của mình là lên mua MacBook và sử dụng đi. Bởi vì kiểu bạn không phải lo lắng kiểu update driver, tìm driver như nào cả, chỉ việc mua về và sử dụng đơn giản thôi. Còn đối với những bạn mà biết hoặc là đã tham gia cộng đồng Haskin tốt ấy, thì có thể nhờ họ kiểu update hoặc cài đặt driver cho, thì hiệu năng của nó sẽ cao hơn khi so với bạn mua MacBook thông thường. Thì đấy là cái hướng giải quyết của mình. Thì bạn có thể phân vân xem bạn đang là kiểu người theo hướng giải quyết nào nhé. Rồi, câu cuối cùng đấy từ bạn Đặng Phương Nam. Đây là một câu hỏi mình thấy khá thú vị. Tại sao Core i3-9100F chỉ chạy Core RAM 2400, kể cả i7-9700K cũng chỉ hỗ trợ 2666, thì tại sao những thanh RAM lên đến 3000MHz? Mình sẽ trả lời như này. Các bạn hoàn toàn search trên trang chủ luôn. Rồi hôm nay toàn kiểu các số trên trang chủ. Ở đây mình đã có CPU Core i7, mình không có i3 ở đây, mình có một mẫu CPU Core i5 thôi. Và đây mình sẽ lấy ví dụ luôn, đây là i7-9700. Và trên trang chủ của Intel nó sẽ ghi CPU này hỗ trợ bus RAM DDR4 và 2666. Vậy thì có nghĩa là mẫu CPU này chỉ hỗ trợ chạy đến 2666 thôi đúng không? Không, cái này không phải. Cái bus 2666 này đó chính là nó chạy ở trên các main. Ví dụ nhá, bạn lắp con Core i7 này với dòng H310, nhưng mà đây là ví dụ nhá, anh em đừng có mà thấy mình bảo là xong cắm cái này lên H310 nhá, không cắm được đâu, nó không chạy hết hiệu năng đâu. Các dòng B khác, ví dụ B360, B365 hoặc dòng H xịn H370 thì
cái mức bớt RAM ấy, nó sẽ chạy đúng ở 2666. Tuy nhiên nếu như anh em cắm con này lên dòng Z, cái dòng hỗ trợ F-Sung ấy, mặc dù đây là 9700 thôi nhá, nó không hỗ trợ F-Sung, tuy nhiên ở bên dòng Z nó hỗ trợ F-Sung RAM. Và khi anh em cắm con này lên bên Z, anh em có chạy bớt RAM kiểu hơn nữa khoảng 3000, hoặc là cắm lên một thanh RAM khác hoặc OC RAM đến tận 3600 nó vẫn nhận, và kể cả với con i5 này cũng vậy, và với con i3 nó cũng vậy luôn. Và bớt RAM nó sẽ ảnh hưởng tới gọi là cái tốc độ của máy bạn. Để anh em hình dung nhá, ví dụ nhá, nó bớt RAM chỉ 2666 đúng không, cái dữ liệu nó đổ từ con CPU này này qua RAM và chảy về VGA ấy, nó đổ xuống. Nếu như cái bớt RAM nó càng cao thì cái luồng dữ liệu đổ đi nó càng lớn và VGA của bạn nó sẽ mạnh hơn. Còn bao nhiêu phần trăm thì có lẽ chúng ta sẽ cần một bài test thực tế, và trên lý thuyết đó chính là cái cách hoạt động nó như vậy. Và nếu như anh em kiểu mua một bộ máy ví dụ CPU là Core i3 chẳng hạn, xong mua một thanh RAM kiểu bớt 3000 xong cắm lên men Z, sau này lên lên i7 dòng cao hoặc là thậm chí lên thật i9 luôn ấy, thì hoàn toàn không phải sợ kiểu nó bị lãng phí hiệu năng đâu nhá, bởi vì RAM các bạn vẫn ép xung được mà. Rồi, nếu như anh em có câu hỏi nào hay và thú vị thì đừng quên để lại ngay dưới một bình luận để chúng mình cùng nhau trả lời trong cái số tiếp theo sang tuần tiếp theo nữa. Rồi, thì các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.